Chào các bác làm vườn. Hôm nay bên cơ sở sẽ chia sẻ từ các bác một cái mẫu thuồng đánh cây, một cái mẫu thuồng mẫu mới. Và để gửi tới các bác trên cả nước thì bên em sẽ có 3 mẫu thuồng đánh cây loại dài như thế này. Nó dài tầm 1m3 nhé. Chính là hàng vừa mới xong, em cũng chưa đo cụ thể đâu, nó cũng chỉ chênh nhau độ mấy phân thôi. Và cái lưỡi thuồng của nó thì như các bác nhìn đây, em sẽ có 3 mẫu ở trên cái dòng thuồng này. Một cái cỡ kích cỡ to nhất thì nó nặng là 4 kg, còn kích cỡ thứ hai nó nặng là 3,5 cân, kích cỡ thứ ba là 2,8 cân. Thì đây là cái kích cỡ 2,8 cân này, và sẽ cân cả cái cán lẫn lưỡi nha các bác nhé. Và cái chất thuồng này của bên em thì được làm bằng thép nhíp 100%, các bác yên tâm về cái độ bền cũng như là độ sắc bén. Cái cây 2,8 cân thôi nhưng các bác nhìn cái độ thép của nó dày như này, rất chi là chắc chắn nhá. Nó hơi khum một chút đấy các bác ạ, chứ không phải là thẳng đâu. Đây, em quay gần như này cho các bác xem này. Đấy, chất thép thì quá là ok rồi, đảm bảo với các bác là chắc khỏe bền đẹp. Thì với những chiếc thuồng như thế này thì bên cơ sở em nhận ship đi toàn quốc nhé. Bởi vì các bác trong miền Nam sử dụng cái mẫu này rất nhiều. Đấy, các bác mà xem được cái video này của bên em thì có thể liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại 0869054295. Thì đây là số điện thoại chính của bên em, chuyên cung cấp về dụng cụ làm vườn, dụng cụ nông nghiệp, dụng cụ làm bonsai đầy đủ. Và các bác quan tâm nhiều hơn thì đừng quên ấn vào nút đỏ là nút đăng ký kênh và ấn vào chuông, để mỗi video em sẽ đăng tải một sản phẩm để các bác nhà mình được tham khảo trên tất cả những cái dòng của bên em. Ấy thì với mẫu thuồng thì các bác yên tâm với cái chất thuồng cũng như là cái chất thép ở trên cái thuồng này nhá, đảm bảo cho các bác đây là hàng chất lượng. Và hàng chất lượng thì em cũng nói luôn là nó cũng không có giá rẻ đâu các bác ạ. Giá của nó sẽ cao. Một cây 4 kg nó sẽ là 400.000. Đấy, giá tới tay các bác. Và cây bé hơn thì giá nó sẽ thấp hơn nhá. Bởi vì chất lượng thì nó không thể rẻ được rồi. Bởi vì cái chất thép nhíp, nếu như các bác mà đi đặt một con dao thép nhíp thì các bác cũng biết giá của nó rất chi là cao, nó không rẻ. Đấy, thì với chiếc thuồng của bên em làm đầy đủ như này và đảm bảo cho các bác là hàng chất lượng, tới tay các bác được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhé. Và em lưu ý với tất cả các bác mà khi mua sản phẩm ở trên mạng cũng như sản phẩm của bên em, các bác phải được kiểm tra hàng trước khi trả tiền nhé. Rất nhiều những trường hợp mà khi gửi đến tay các bác không kiểm tra, nhỡ nó không may nó sứt mẻ, nhưng cái thuồng này em không nói làm gì, còn những cái đồ khác của bên em đấy, các bác mà kiểm tra nó sứt mẻ em có thể thắc mắc và báo đổi lại với bên em được, và em sẽ trao đổi với bên bưu điện để đền bù những cái sản phẩm đấy. Đừng các bác cứ nhận cái trả tiền luôn thì đôi khi nếu lúc nó lại có cái gì xảy ra thì nó lại khó thể xử lý. Thì một cái video ngắn em cũng vừa chi tiết về cái mẫu thuồng rồi. Đấy, các bác mà cần thì alo trực tiếp tới hai đầu số điện thoại kia nhá. Chào các bác và hẹn gặp lại các bác ở một cái video sau.